Xin chào cả nhà. Ngày hôm qua, cảm ơn cả nhà đã tới chia vui cùng với gia đình Lễ Sương trong buổi họp mặt. Và hôm nay thì các bạn cũng biết, một YouTuber, em tên là Hải Đỗ. Các bạn đi vào YouTuber Hải Đỗ sẽ thấy được em. Em có nhà ý mời vợ chồng Lễ Sương tới đây để dùng một bữa ăn thông công với em ở nơi này. Và Lễ Sương đã tới đây rồi các bạn. Khu vực của em ở rất là yên tĩnh và bình an. Và những cái căn nhà thì rất là nhỏ nhỏ, rất là dễ thương các bạn ơi. Và mời các bạn cùng xin đi vào để tham quan nhà của YouTuber Hải Đỗ nghe các bạn. Xin mời các bạn. Hi em. Đây các bạn, đây là YouTuber Hải Đỗ. Em đã có một cái căn nhà rất là dễ thương, các bạn có thể tham đi cho tham quan được không em? Dạ, được hả? Wow, đặc biệt quá. Mình chào cả nhà nha. Chúc cả nhà vui khỏe. Đây là vợ của YouTuber Hải Đỗ nè các bạn. Đây các bạn ơi, người vợ xinh xinh bé bé này các bạn nha. Hai vợ chồng rất là dễ thương và có thêm một đứa cháu. Và Lễ Sương rất là hân hạnh được các bạn mời tới để dự một bữa ăn thông công. Và mời các bạn cùng gia đình để xuống coi những cái món ăn của cô. Cô dâu xinh xinh bé bé này nấu như thế nào cho các bạn. Mình xin mời cả nhà nha. Và những món ăn rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đặc sản của quê nhà, đặc sản quê nhà nào là rau muống xào nè các bạn. Canh nè, canh cua lên mùng tơi. Các bạn thấy không, đặc biệt lắm á, chứ không phải dễ gì có đâu nha. Đậu hũ chiên nè, cá chim chiên nè, là chả Tết vẫn còn, không khí Tết vẫn còn các bạn ơi. Tới đây thấy là bông hoa vẫn còn nở xinh rất là đẹp các bạn. Và đây là một cái điều mà mình rất là vui các bạn hả, khi về Việt Nam được có cơ hội tới hai nhà của hai em. Thì Lễ Sương mong là các bạn tiếp tục đi vào cái kênh của Hải Đỗ để ủng hộ cho các bạn ấy. Thì những người làm YouTuber đó cần sự ủng hộ của cả nhà nhiều lắm. Nếu mà không được có sự ủng hộ cả nhà thì chúng tôi làm việc rất là vô công các bạn. Và mong rằng các bạn cũng yêu thương vợ chồng Lễ Sương. Lễ Đoàn cuộc sống vươn lên là một cái điều mà Lễ Sương muốn chia sẻ với các bạn rất là nhiều. Mong được sự ủng hộ của các bạn là vươn lên chính mình cuộc sống Mỹ. Discovery mời các bạn tới tham quan của kênh của Đông Sương cũng như Hải Đỗ nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chia vui với gia đình của Hải Đỗ những cái thức ăn mà các bạn ấy đã vất vả làm đây để tiếp rước vợ chồng Lễ Sương. Và mong rằng chung vui với gia đình và mời cả nhà mình thưởng thức nha các bạn. Xin chào và tạm biệt và mong hẹn các bạn gặp lại trong chương trình kỳ tới nhé. Hy vọng là có những cái video mới để tới cống hiến cho các bạn. Và đây là những cái món đồ ăn mà xin nghĩ rằng ở ngoài mình mua không có được đâu các bạn. Những cái món này là ở ngoài mình không được. Đây là cái công khó của vợ Hải Đỗ đã làm lên những cái món này. Và xin mời cả nhà và xin chào và tạm biệt các bạn. Và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và bình an. Xin chào và tạm biệt. Hay rồi. Chào bạn. Hai con. Cái này là đang quay phim nha. Trời, cái này quay phim. Giới thiệu luôn đi. Này là con của YouTube Hải Đỗ nè các bạn ơi. YouTuber Hải Đỗ là có đứa con gái rất là dễ thương. Mà các bạn nào có muốn xếp hàng thì xếp hàng trước đi nha. Tại vì cháu mới 17 tuổi thôi, rất là nhiều thời gian để đi học. Nên thành các bạn phải gửi gì đó tới nuôi trước. gửi gạo, gửi gì để nuôi. Nhưng mà cháu ăn hơi nhiều, các bạn 17 tuổi mà cao lắm mà. Ăn nhiều không con? Không, con ít lắm. Dễ nuôi. Dễ nuôi đó. Mình dễ nuôi nên vậy nè các bạn, nên cái gì các bạn gửi tới cũng được đó. Nó dễ nuôi mà, cái gì cũng tới á. Nếu mà ở đồng quê có cá có gì đó cứ gửi tới. Sao lòng thành nhiều. Giờ đâu lòng thành nhiều. Gia đình có nhiều. Đúng rồi, như gia đình của Hải Đỗ này là nhiều là được rồi các bạn ha. Cảm ơn con đi học năm khi nào ra trường năm tới hả? Dạ năm. Cố gắng đi ha. Con trai cũng phải 4 tuổi á. 2 tuổi. Chị con gửi. Con bơ cho ba mẹ luôn nha. Con mới chị. Em nghe chị Sương nói là anh là thích ăn chè. Rồi, có chè là ok rồi. Có cần gì đâu, có chè là ok với anh Lệ thôi. Bởi hồi
trước á, chị dụ ảnh nó biết sao không? Cho ăn chè thôi. Ăn chè đã lại Gia Lai luôn à. Chị dụ ảnh là gọi là món chè đó. À, món chè. Mấy chỗ chị cũng có mấy chè xong đó. Có nước bia luôn không? Có nước bia luôn không? Dạ, đang quay phim coi, bây giờ mình con rót coca vô đi, con rót coca. Để con quay cho. Ông bên đó con cứ năng ly trước rồi. Con năng ly trước thì được, rồi con quay cho bác. Rùng quá. Có hình vậy sao? Xin mời cả nhà. Chúc mừng năm mới nha, chào em như các cháu nha. Xin mời chúc mừng năm mới ông xã. Chúc mừng sức khỏe chị nha. Chúc mừng sức khỏe chị nha. Chúc con có thể học năm tới là ra trường. Năm tới thì chị chắc cô gặp lại con. Chúc con ra trường thành công ha. Mời cả nhà vui vẻ. Một hai ba chi xong rồi. Một hai ba chi ha. Rồi có rồi. Một hai ba chi. Xuyên vui lắm. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Cuộc sống mình đơn giản lắm em. Mình cũng không có đi cầu kỳ quá. Xuân thức là cũng ra thôi em ơi con. Xem đánh trúng tâm lý của vậy chị Sơn. Sao đánh trúng tâm lý của vậy. Thích đậu chiên hả? Dạ. Ngày hôm qua mình ăn tím á con. Còn con nghe mà con đi. Dạ. Con hát chưa? Con đi là con chơi mùa dài kìa. Ba con ngồi coi trên YouTube vậy mà một ngày mà tự nhiên mời được tới nhà lẻ vậy luôn. Làm cho con bất ngờ luôn đó bác Sơn. Tại vì ba con cũng coi nhiều YouTuber rồi xong rồi là chợ này là ba con nói là ba chuyển qua hai bác Lễ Sơn rồi. Ba mê, giờ ba chuyển qua ba mê hai người này rồi. Mới nghe mê cái mấy ngày sau là không mấy ngày sau mà là tháng hai tháng sau là dẫn về nhà được luôn. Dẫn về nhà được. Mày là như là hôm nay là dạ là, như là lấy là, vậy là có hát luôn đó, dạ rất là vui hết hồn luôn. Mẹ con cũng hát hồn con ha, nhưng mà hát hồn là lúc đầu thôi, lúc sau là phải suy nghĩ món ngay lập tức. Chuyện món là còn nhiều lắm, hát là từ nước ngoài về là phải ăn món gì chắc là thịt được, mua được bởi vì món đó ba nói là ngoài đó rất là rẻ rồi. Thế là mẹ với ba con dung sức suy nghĩ cái này thân như vậy. Hồi tối hôm qua về con dâu đó, mẹ con đi mua lẩu gì mẹ có thơ không? Bây giờ con có rau không? Có rau luộc cái con nói với mẹ miếng canh rồi con đổi cho mẹ cái trứng thôi. Thế mẹ ăn vậy con là rồi vậy đó, mẹ nó có ăn gì cột tiền đó không? Thật ra thì cô cá gì cho nó mà nó ăn gì mà khi mình ăn nhiều rau rau mình cũng mệt lắm, về đây cũng thích ăn rau hơn nhiều. Cảm ơn con đã bỏ thời gian suy nghĩ nhiều lắm, mấy món thì cô thích lắm. Cảm ơn con nha. Con đọc được tâm lý của cô đó. Con cảm ơn con nghĩ cho thì có chút xíu à, ba mẹ con mới hồi dồn không gì đúng hả? Qua nhà. Cảm ơn em đã mời anh chị đến cùng dự với buổi tiệc đồ xung rất vui ha. Chắc hân hạnh được biết. Dạ, vợ chồng em cũng rất hân hạnh được cái đó nha. Chị từ Mỹ, từ là từ bang Colorado. Dạ. Đi rồi nửa xa trái đất phải không? Nhưng bây giờ có duyên hình gặp lại nhau. Những người chúng ta hình như là thượng đế tạo ra rồi, nó có cái chu kỳ như vậy. Tới cái thời điểm này phải tới nhà. Dạ.
quá hay rồi. Mời nha, rồi mời cả nhà. Mời cả nhà, cả nhà. Cái như hôm qua em cũng nói với anh chị rồi đó, thì các bạn thì cũng coi trên trên YouTube cũng rất là nhiều kênh của em, của sống Mỹ ở bên 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 này. Tức là anh chị nói thật quá, nói thật với lòng mình á, nên là từ lúc bắt đi là em theo cái định của anh chị. Tức là trong cái tâm trí của em á, thì anh chị thích là những người mà họ sống thật, họ nói thật, thì coi như là sau này á, mình có sau đó là gì đó thì mình sẽ không có vấp ngã những cái đúng là anh chị đi trước đó, là như là chứ còn có nhiều người họ nói lên thì họ nói thật á. Thì mình đi để em coi nửa chừng cái là để em thoát ra đó là như vậy. Thì cái cuộc sống anh chị mình thấy mình cũng sống lâu năm mình đỡ rồi, mình thấy được cái kinh nghiệm đó. Là trước hết là mình muốn để lại cho con cái của mình, và sau đó mình thấy là nếu mà có tâm mạnh rồi thì mình chia sẻ điều đó, thì nó cũng là một cái tốt để mình chia sẻ để mình khích lệ cho những người mà có thể là nó có những người trong nước như tụi em nè đó, để học hỏi thêm anh chị nè, rồi sau này nó có lẽ là mình cũng đến để cho con mình đó, nó cũng thích cực lắm anh đang làm. Anh dùng đi anh. Rồi, cảm ơn. Cái này là da bao nha, nha. Chả da bao ngon lắm anh. Dạ. Cái này chấm cái này. Cái dạ, anh chấm cái tương. Em chấm mắm ruốc hơn. Dạ, bữa ai cái đó là mắm tôm. Dạ, mắm tôm nhưng mà em thích chấm với lại tàu hủ lắm. Dạ, đúng rồi anh. Còn cá thì anh chấm với nước mắm. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn con rất là nhiều nha. Cảm ơn con. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Ăn buổi trưa xong rồi các bạn. Bây giờ tới riêng là ăn trái cây tráng miệng. Các bạn thấy gia đình của em Hải này là có cái đặc biệt không các bạn? Thì thấy các bạn rất là chu đáo nha. Và quá là chu đáo các bạn thấy. Có cơm này là cơm Vinh, cơm Vinh nữa này. Giới thiệu với các bạn là xương đặc biệt lắm, được ăn cơm Vinh này các bạn. Khi cái vỏ nó khác các bạn nha, cái vỏ nó mà nhìn nó không phải là màu xanh giống như là cam xanh ha, nhưng mà nó là màu vàng vàng, nhưng mà xương ăn này nó mùi vị trái cam thật là ngon đó các bạn. Cảm ơn vợ chồng rất là nhiều nha. Thật ra cái cuộc hẹn gặp ngày hôm nay đó các bạn, nó được sắp đặt hơn bao nhiêu ngàn năm về trước khi đến sáng tạo đã có cái bức tranh này rồi các bạn ơi, mình cũng không biết được đâu, nhưng mà ngày hôm nay được gặp gỡ hay là một cái duyên các bạn ha, rất là vui và cảm ơn vợ chồng rất là nhiều. Mời cả nhà dùng cam. Mời cả nhà dùng cam nha, để em dùng đi. Chúc phục không? Lùi con quay cái này giống gì vậy? Hay là nãy giờ chưa quay được? Ôi, ba gọi là gì ba? Phó nháy. Phó nháy. À, phó nháy là con muốn nháy hả? Dạ không, ý con là con cũng có trình độ chuyên môn lắm chứ bộ. Tin tưởng con. Quay clip ở trong trường đó. Rồi để lên chương trình lên kia nói chuyện. Rồi vậy thì bây giờ con tự quay sơ, con thuyết chương trình sơ chút xíu đi. Dạ. Tức là ý mà bác nói là bây giờ con sẽ tự Dạ tự PR nhà con à. Đúng rồi, PR luôn đó. Dạ cô chú có coi cái gì không? Bật tivi lên có nhạc có này nọ nhìn cho nó vui vẻ. Đi mà con mình chú trọng vô trong này. Không nghe nhạc thôi á, mình tắt đi vẫn được. Nhưng mà nếu mà nghe nhạc thì con bỏ vô. Tại bây giờ mình nghĩ là nếu mình xem hay là mình nghe nhạc của nó, những nhân vật ở trong TV được thấy nhân vật thường này nó hay dạ. Nó sống động hơn. 3D vẫn hơn 2D.
Hình như vừa rồi em thấy gia đình chị là cái em mà cô giáo có bạn rồi, có bạn trai rồi, đúng không? Bạn trai học gây mê, gây mê, dạ, qua gây mê nè, để mổ xẻ đó, để cũng chúc mừng Trang. Rồi, cảm ơn nha, chào anh, chào gia đình nha, chào anh, chào, cảm ơn thầy chào nhiều. Dạ. Tạm biệt con gái yêu thương. Dạ, con tạm biệt cô. Tạm biệt. Con để hẹn gặp lại con. Con hẹn gặp lại cô chú nha. Bye bye con nha. Dạ. Cảm ơn em bao nhiêu tuổi? Năm nay con 17 tuổi. Các bạn thấy 17 tuổi mà cao dễ sợ chưa? Gái chân dài nè các bạn ơi, xếp hàng mà đợi đi. Yeah. Vậy là con chân dài. Nghe vậy là vui lắm luôn. Thôi rồi, chào ngang lần nữa là chào ha. Rồi.